12 nhân duyên tức là vô minh hành thức, danh sắc lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử. 12 chi này có duyên khởi với nhau, nếu vô minh diệt rồi, thì các chi kia chẳng có duyên để nương, đức sẽ dứt sinh tử. Khi theo pháp này tu hành, thì sẽ chứng được đạo quả, Phật thể quán sát căn cơ, mà nói pháp môn tu hành, đây là tùy hạnh. 5. Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sinh theo lời đều hiểu rõ, vì trí huệ của chúng sinh khác nhau, cho nên đạo lý pháp của Phật nói, mỗi loài đều có sự nhận thức sâu cạn. Phật vì sáu nẻo chúng sinh mà nói pháp, vì khiến cho chúng sinh minh bạch hiểu rõ, đây là tùy sự hiểu biết. 6. Chúng sinh có rất nhiều loại, căn tánh của họ cũng khác nhau. Đừng nói phi tiềm, động thực, noãn thai, thấp hóa, quá nhiều loài chúng sinh, chỉ nói về loài người, mà ngôn ngữ văn tự hoặc nhiều thứ tiếng nói hoàn toàn khác nhau. Chúng sinh hiểu tiếng gì thì Phật nói pháp tiếng đó, đây là theo ngôn luận. 7. Chúng sinh đều có sự hy vọng của mình, Phật tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh để nói pháp mà chúng sinh hoan hỷ. Do đó có câu, muốn khiến họ vào Phật trí, trước hết dùng câu dục để móc. Vì khiến cho chúng sinh vào trí huệ của Phật, nên trước hết dùng pháp mà họ ưa thích để dẫn dắt họ. Như thế mới có hiệu quả. Như thế y pháp tu hành thì sẽ chứng đạo quả. Đây là tùy tâm ưa thích. 8. Phật giáo hóa chúng sinh là dùng đủ thứ pháp môn phương tiện. Nếu chẳng hiểu tâm ý của chúng sinh thì chẳng tùy theo phương tiện mà nói pháp, như vậy thì chẳng có hiệu quả tốt, đây là tùy phương tiện. 9. Chúng sinh đều có suy nghĩ của mình. Phật phải tùy thuận tư tưởng của chúng sinh để giáo hóa, bằng không thì lãng phí nhiều lời, mà chẳng thành công, thu được hiệu quả rất ít. Do đó có câu, vì người nói pháp, thấy người suy nghĩ gì, thì nói pháp đó, đây là phương châm giáo hóa chúng sinh của Phật, đây là tùy suy nghĩ. 10. Phật chẳng những tùy thuận sự suy nghĩ của chúng sinh để giáo hóa, mà còn tùy thuận sự quan sát của chúng sinh mà quan sát. Phật quan sát nhân duyên của chúng sinh đang dùng phương pháp gì để giáo hóa chúng sinh, thì bèn khiến cho chúng sinh có thể tiếp thọ Phật Pháp. Ở trước nói, chúng sinh chẳng phải chúng sinh, vậy tại sao Phật phải dùng đủ thứ phương pháp để giáo hóa, để điều phục? Đây là đạo lý gì? Cứu kính Phật thế chúng sinh là không hay là chẳng không? Bấy giờ Bồ Tát Tài Thủ dùng kệ đáp rằng, lúc đó vị Đại Bồ Tát Tài Thủ dùng kệ để trả lời những vấn đề Bồ Tát Văn Thù hỏi. Chúng sinh chấp trước vào tất cả các pháp, chẳng minh bạch đạo lý, các pháp là vô thường, khổ, không, vô ngã, cho nên nhiễm khổ làm vui, danh lợi là vấn đề nhỏ, song hết thảy mọi người đều mê luyến danh lợi. Chẳng phải cầu danh thì cầu lợi, đa số mọi người đều cầu cả danh lẫn lợi. Tuy sinh tử là việc lớn, song chẳng có ai chuẩn bị trước, đến lúc lâm chung thì hồ đồ mà đi. Do đó có câu, danh lợi việc nhỏ mọi người đều thích, sinh tử việc lớn chẳng ai màng đến. Do đó mà luân hồi ở trong sáu nẻo, sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, sinh sinh chết chết sinh chết không ngừng. Cho nên gọi là chúng sinh. Chúng sinh tức là chúng duyên giả hòa hợp mà sinh, còn là do chúng đa sinh mà thành. Vì sinh quá nhiều cho nên gọi là chúng sinh. Có chúng sinh thì có chúng tử, sinh nhiều thì chết cũng nhiều, cho nên còn gọi là chúng tử. Một chúng sinh chẳng biết thọ bao nhiêu lần sinh tử trong luân hồi. Vậy tại sao chẳng ngừng sinh tử luân hồi? Vì ái dục chẳng dứt. Ái dục là gốc sinh tử, có ái dục thì có luân hồi, có luân hồi thì có sinh tử, giống như nằm mộng không khác. Do đó có câu, người sống một giấc mộng, người chết mộng một giấc, trong mộng thân giàu sang, tỉnh mộng thì nghèo sơ, luôn luôn đang nằm mộng, không giác mộng hoàng lương, nếu trong mộng không giác, uổng thay một giấc mộng. Lúc con người còn sống thì đang nằm mộng, lúc con người chết đi mới nằm xong một giấc mộng. Trong giấc mộng nào là thăng quan phát tài, vợ đẹp thiếp xinh, hoặc là đậu tiến sĩ, hoặc là làm thủ tướng, vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Đợi đến lúc tỉnh mộng thì vẫn là người bần cùng, thân chẳng có đồng xu nào, lang thang đó đây, bày báo hiện tiền ở trong mộng, gì cũng đều tốt, muốn gì có nấy,
Sau khi tỉnh mộng thì gì cũng đều chẳng có, vẫn là cô thân một mình, gì cũng chẳng có. Hàng ngày nằm mộng đều là mộng hoàng lương. Mộng hoàng lương là gì? Tức là ở trong mộng, đậu trạng nguyên làm quan lớn, con cháu đầy nhà, phú quý vinh hoa, tức là khoảng thời gian mấy chục năm. Khi tỉnh mộng thì chủ tiệm vì họ nấu cơm hoàng lương vẫn chưa chín. Nếu ở trong mộng mà không giác thì uổng thay một giấc xuân mộng. Đây là vui vắng lặng, cảnh giới bậc đa văn. Tôi vì ngài diễn nói, xin ngài hãy lắng nghe. Pháp này là pháp vắng lặng mà người hoan hỷ ưa thích. Vắng lặng là gì? Tức là thể vắng lặng lìa tất cả tướng. Lìa khỏi phiền não là vắng, dứt sạch khổ sở hoạn nạn là lặng, tức cũng là niết bàn. Đa văn tức là họng rộng nghe nhiều, vào sâu tạng kinh tăng trưởng văn huệ, khéo về tư duy các pháp thật tướng, tức là tư huệ. Tư duy rồi bèn tu hành, đây là tu huệ. Phần từ tu ba huệ hay dùng tức là cảnh giới đa văn. Tôn giả A Nan là bậc nhất về đa văn, kinh điển của Phật nói ngài đều nhớ rõ hết. Vì trí nhớ của ngài rất đặc biệt, cho nên một khi lọt qua tai thì nhớ chẳng quên, giống như máy thu băng. Bồ Tát Tài Thủ nói với Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi rằng: hiện nay tôi vì ngài mà diễn nói pháp, tại sao Phật độ chúng sinh, ngài là người đại biểu để hỏi pháp, xin ngài hãy chú ý lắng nghe pháp này, tiếp thọ pháp này. Phân biệt quán trong thân, trong đó ai là ta, nếu hiểu được như thế, đạt được chẳng có ta. Chúng ta chấp trước quá lớn, chấp trước gì, chấp trước cái ta này còn cao hơn núi Tu Di, còn lớn hơn bốn biển, cái ta này tranh đoạt hơn thua, tranh giành đoạt lợi, sánh anh hùng luận hào kiệt, để có cái ta này cho nó ăn uống chơi bời hưởng thụ tất cả, hằng ngày làm nô lệ cho nó. Cũng chẳng biết nhìn thấu, cũng không thể buông xả, cho nên hàng ngày chẳng tự tại. Bồ Tát Tài Thủ nói, ngài cần phải phân biệt kỹ lưỡng, để quan sát ở trong thân và ngoài thân tìm chẳng được. Từ đầu cho đến chân, mỗi bộ Phật đều có tên của nó. Đầu có tên đầu, ngũ quan có tên ngũ quan, tứ chi có tên tứ chi, chân có tên chân, ngoài thân tìm cái ta, tìm chẳng được. Ngũ tạng lục phủ ở trong thân cũng đều có tên của nó. Ngũ tạng là tim, gan, tỳ, phổi, thận. Lục phủ là dạ dày, mật, tam tiêu, bàng quang, ruột lớn, ruột nhỏ. Ở trong đây cũng tìm chẳng được cái ta. Vậy cứu kính ai là ta? Tất nhiên chẳng tìm được ta. Sao vẫn chấp trước ta? Phải minh bạch bên trong cũng chẳng có ta, bên ngoài cũng chẳng có ta. Do đó có câu, trong chẳng có thân tâm, ngoài chẳng có thế giới, hoặc là trong quán tâm, tâm chẳng có tâm, ngoài quán hình, hình chẳng có hình, xa quán vật, vật chẳng có vật. Cả ba đều không, chỉ thấy là không, thân thể vốn là không, thân thể là không, tại sao còn chấp trước nó, vì nó mà điên đảo, đây là khổ gì, nếu suy nghĩ như thế thì sẽ minh bạch cái ta, cứu kính chẳng có. Nếu như có ta thì ta là ai, ai là ta? Hoàng đế Thuận Trị đời nhà Thanh có bài kệ rằng: chưa từng sinh ta, ai là ta? Khi sinh ta ra, ta là ai? Lớn lên thành người mới là ta, hợp nhãn lờ mờ lại là ai? Đạo lý này hãy nghiên cứu sâu xa một phen. Tất nhiên tìm chẳng được ta, tại sao phải hết mình trợ giúp cái ta? Trong tâm chấp trước, đây là của ta, đó là của ta. Có người mắng một câu cũng chịu chẳng được, có người đánh một cái càng chịu không được. Bị cái ta giả chi phối mà điên điên đảo đảo, cho nên Phật nói, loại chúng sinh này thật là đáng thương. Thân này giả an lập, trụ xứ chẳng chỗ có. Người xét rõ thân này, trong đây chẳng chấp trước. Thân thể của hết thảy chúng sinh đều do bốn đại giả hòa hợp mà thành. Bốn đại tức là đất, nước, gió, lửa. Nếu muốn tìm trụ xứ thật sự của nó thì tìm chẳng được một chỗ nào nó tồn tại. Nếu xét kỹ thấu rõ thân thể này là bốn đại hòa hợp sở hiện thì sẽ chẳng chấp trước. Chẳng chấp nơi thân, chẳng chấp cái ta, như thế thì phá được ngã chấp. Nếu phá ngã chấp rồi, thì pháp chấp rất dễ phá. Ngã chấp chẳng phá, thì pháp chấp chẳng dễ gì phá. Điểm này hy vọng mọi người chú ý.
Chúng ta là người nghiên cứu Phật Pháp, trước hết phải nhìn thấu thân thể này là không, hoặc nhìn thấu là giả. Như thế thì chẳng chấp trước, lúc đó sẽ giải thoát tự tại. Nơi thần khéo quan sát, tất cả đều thấy rõ, biết Pháp đều hư vọng, chẳng khởi tâm phân biệt. Thân thể của chúng sinh khéo quan sát gì? Quan sát cứu kính gì là ta, gì chẳng phải ta, cứu kính là thật hay là giả? Nếu như là ta, tại sao ta chẳng làm chủ đặng? Lúc mắt lòa không thể kêu nó đừng lòa, khi tai điếc không thể kêu nó đừng điếc, khi răng rụng không thể kêu nó đừng rụng, khi da nhăn không thể kêu nó đừng nhăn nhó, cho nên ta chẳng làm chủ đặng. Trong thân ngoài thân đều phải quan sát mới có thể biết tất cả các pháp đều hư vọng. Trong Kinh Kim Cang có nói, tất cả pháp hữu vi như mộng viễn bọt bóng, như xương cũng như điện, hãy quan sát như thế. Tức là như thế, cho nên đừng chấp trước, thì sẽ chẳng khởi tâm phân biệt. Tuổi thọ do ai khởi, lại do ai tan diệt, giống như vòng lửa quay, trước sau chẳng biết được. Tuổi thọ của con người là do ai mà khởi, và ai là chủ tể tan diệt? Mạng sống này như vòng lửa quay, tìm chẳng được trước sau vì cùng nhau quay không ngừng. Cái nào trước, cái nào sau chẳng cách chi biết được. Vì chẳng có bắt đầu, chẳng có kết thúc cho nên trước sau chẳng minh bạch. Đây là nói tuổi thọ của chúng ta, khi đến thì chẳng biết đến như thế nào. Khi đi thì chẳng biết đi như thế nào. Đến thì hồ đồ mà đến, đi thì hồ đồ mà đi, vấn đề sinh tử một chút cũng chẳng rõ ràng. Bậc trí hay quán sát, tất cả đều vô thường, các pháp không vô ngã, vĩnh lìa tất cả tướng. Làm thế nào mới có trí huệ? Trước hết phải giữ giới, sau đó tu định, từ trong định mà đắc được trí huệ chân chánh. Có trí huệ thì tâm mới thanh tịnh, do đó có câu: tâm thanh thủy hiện nguyệt, ý tịnh thiên vô vân, tâm bình bách nạn tán, ý định vạn sự cát. Tự tánh của chúng ta vốn thanh tịnh như nước, nếu bùn đất quấy động trong nước không ngừng, thì nước sẽ ô nhiễm hỗn đục. Con người chúng ta là hỗn đục chẳng thanh tịnh, vì chân tâm thanh tịnh và vô minh hợp mà làm một, cho nên hỗn hợp thành vọng tâm. Lúc này nếu giữ gìn giới luật, chẳng có tâm phân biệt, tức cũng là chẳng khởi vọng tưởng. Nếu đừng làm các điều ác, chẳng có tâm ích kỷ, làm các điều lành, đại công vô tư, thì giống như nước và bùn hợp lại với nhau. Nếu chẳng quấy động nó, thì nước tự nhiên dần dần sẽ lắng xuống. Nếu muốn lắng xuống thì phải tu định. Định lực sẽ khiến cho nước hỗn đục khôi phục lại trong sạch, thanh tịnh, tức là có trí huệ. Tóm lại, có một chậu nước đục ngu si, bèn bỏ phèn trắng, tu hành vào trong nước, thì nước sẽ từ từ lắng trong trí huệ. Lúc đó đừng quấy động nó, vọng tưởng, bằng không thì bùn lắng xuống đáy vô minh, lại khỏi tác dụng thì nước sẽ biến thành hỗn đục, ngu si. Người có trí huệ thì đầy đủ trạch pháp nhãn, mắt chọn pháp, pháp đúng pháp sai, pháp lành pháp ác đều phân biệt được rõ ràng, vốn chẳng có tâm phân biệt. Nhưng đây là phân biệt của mắt chọn pháp, chứ chẳng phải dùng tâm hư vọng để phân biệt. Tóm lại là dùng trí huệ để phân biệt, đây giống như nước trong, từ trên nhìn xuống dưới được. Phàm là quan sát sự việc, giống như nhìn một chậu nước đục chưa lắng trong, dù có phân biệt như thế nào cũng chẳng rõ ràng. Đợi khi nước lắng trong rồi, có trí huệ, biện rõ thị phi, sẽ minh bạch sự việc. Chẳng có trí huệ nhưng có phân biệt, đây chỉ là một thứ vọng chân phân biệt. Tầm phân biệt này không thể giúp bạn minh bạch sự việc, chỉ sai một chút chút thì sẽ sai lầm. Do đó có câu, sai một ly đi ngàn dặm. Người trí huệ quan sát tất cả pháp hữu vi đều là vô thường. Trong Kinh Kim Cang có nói, phàm hết thảy tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Ở trong tất cả các pháp đều là không vô ngã, nếu lìa tất cả pháp hữu vi có hình có tướng thì lúc đó sẽ chẳng có chấp trước. Các báo tùy nghiệp sinh, như mộng chẳng chân thật, niệm niệm luôn diệt mất, như trước sau cũng vậy. Chúng ta ở trên thế gian cảm hoặc tạo nghiệp thọ báo, khởi hoặc là từ vô minh sinh ra nghi hoặc, sinh ra rồi sẽ đi tạo đủ thứ nghiệp. Vì có đủ thứ nghiệp cho nên chịu đủ thứ quả báo, đây là định luật không bao giờ thay đổi. Khi nào phá được hoặc rồi thì chân tâm sẽ hiện ra,
lúc đó mới ngừng nghiệp báo. Cho nên nói các báo theo nghiệp sinh, tất cả quả báo tức là tự nghiệp mà chúng sinh tạo sinh ra. Tóm lại tạo nghiệp gì thì chịu báo đó, do đó có câu trồng nghiệp thiện kết quả thiện, trồng nghiệp ác kết quả ác. Định luật này tơ hào chẳng sai, tuy nhiên các báo tùy nghiệp sinh, nhưng giống như một giấc mộng, chẳng thật tại có thật. Thân thể của chúng ta đều là giả có, hà huống là những thứ khác càng chẳng chân thật. Đừng chấp trước vào thân thể, nó chẳng phải là vật tốt, bạn chiếu cứ nó, bảo hộ nó, thương mến nó, lại sợ nó lạnh, sợ nó nóng, lại sợ nó đói, lại sợ nó khát. Suốt ngày đến tối vì cái túi da hôi thối này mà bận rộn điên đảo, kết quả đến lúc nó chạy trước mắt chẳng màng đến bạn. Thân thể này và tất cả nghiệp đều ở trong niệm niệm, có sinh trụ dị diệt, ở trong niệm niệm có thành trụ hoại không, luôn luôn lúc nào cũng như thế, chẳng có ngừng nghỉ. Nghiệp báo như thế giống như là sóng, sóng trước giãn sóng sau lại đẩy sóng trước diệt thì sóng sau dậy, trước sau đều như thế. Chỗ thấy pháp thế gian, nhưng dùng tâm làm chủ, tùy hiểu chấp có tướng, điên đảo chẳng như thật. Tại thế gian chỗ thấy tất cả các pháp đều do tâm chi phối, do đó có câu, tất cả do tâm tạo, nếu chẳng có tâm thì chẳng có pháp. Đây là tùy vọng tưởng trong tâm chấp trước mà thủ tất cả các tướng, chẳng nhận thức rõ ràng chân tâm của mình là tự tánh như như bất động, liễu liễu thường minh. Vì tùy theo vọng tưởng phân biệt mà chấp lấy các tướng, đây tức là điên đảo, là pháp chẳng thật, tự tánh vốn không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm, làm sao lại có sự chấp trước. Lời lẽ của thế gian, tất cả là phân biệt, chưa từng có một pháp được vào nơi pháp tánh. Mỗi nước tại thế gian đều có tiếng của nước đó, đều là một thứ pháp hữu vi có phân biệt, chứ chẳng phải là pháp vô vi chẳng phân biệt. Trong pháp này chẳng có một pháp nào có thể vào trong pháp tánh chân thật của mình, nghĩa là chẳng có một pháp nào có thể tánh của pháp. Sức năng duyên sở duyên, đủ thứ pháp sinh ra, mau diệt chẳng tạm ngừng, niệm niệm đều như thế. Hay thuận theo vọng tưởng, đi truy cầu cảnh giới, đây là năng duyên. Cảnh giới của sự truy cầu là sở duyên, năng là chủ động có phần năng lực, sở là bị động cũng có phần năng lực. Và tại đây sẽ sinh ra đủ thứ pháp, song sức năng duyên và sở duyên sinh ra pháp mau chóng tiêu diệt. Do đó có câu, niệm niệm trôi qua, niệm niệm không ngừng, vì không ngừng cho nên vô thường, đều là pháp sinh diệt không ngừng. Chúng ta chúng sinh có vọng tưởng chấp trước, ở trong sự chẳng có phiền não sinh ra phiền não, ở trong sự chẳng có sự việc sinh ra sự việc. Đây tức là quay lưng với giác ngộ mà hợp với trần lao, quay lưng với giác ngộ tức là chẳng có trí huệ, hợp với trần lao là ngu si. Có ngu si rồi thì ở trong pháp hữu vi chấp trước tất cả cảnh giới hư vọng, nhận là thật có. Bài kệ đã nói ở trên, tổng quát mà nói thì có ba thư tánh. 1. Biến kế chấp tánh. 2. Y tha khởi tánh. 3. Viên thành thật tánh. Biến kế chấp tánh là gì? Tức là chu biến kế tánh, chấp trước tất cả là tánh có. Gì là y tha khởi tánh? Tức là y nhân duyên mà khởi tâm động niệm, hướng thượng ngộ chân không, tức là viên thành thật tánh. Hướng xuống khởi phân biệt là biến kế chấp tánh. Viên thành thật tánh là gì? Tức là viên mãn thành công linh tánh chân thật. Ví như trong đêm tối đi đường, trên đường đi thấy sợi dây thường dài đen, bèn sinh ra nghi hoặc, có thể là rắn, rắn có độc, cắn sẽ chết người, do đó sinh ra sợ hãi. Sau lại nhìn rõ ràng tỉ mỉ thì là sợi dây thừng, lại chặt dây thừng ra từng đoạn, là nhân duyên mà khởi, nhân duyên mà diệt, chẳng có tự tánh cho nên là không. Tóm lại, phổ biến kế toán nơi tất cả pháp, kế thật ngã pháp giống như nhận dây thừng là rắn, đây là tác dụng của biến kế chấp tánh, nương tựa các duyên khác hòa hợp mà khởi. Giống như trên từng đoạn dây thấy được dây thừng, đây là nương nó khởi tánh tác dụng. Nhân tâm phiền mình, chẳng bị mê thức sở chấp, xa lìa nương nó khởi tánh và biến kế chấp tánh, đắc được vô sinh pháp nhẫn, duy một chân không, viên mãn thành thật giống như từng đoạn thành không, đây tức là tác dụng của viên thành thật tánh.
Chúng ta đều có chấp trước hư vọng, nhận giả làm thật, lấy khổ làm vui, tất cả nhìn chẳng rõ ràng. Vì nhìn chẳng rõ ràng cho nên càng mê càng sâu, đây tức là cảnh giới bỏ giác hợp trần. Nếu bỏ trần thì sẽ hợp giác, buông bỏ tâm ô nhiễm của pháp thế gian, đây tức là tự tánh thanh tịnh. Tâm nhiễm ô chẳng buông xả thì trí huệ chân chánh vốn có chẳng thể hiện ra đặng. Có người rất thông minh, có sức trí nhớ mạnh. Tại sao? Vì kiếp trước của họ vọng tưởng ít, cho nên đời này thông minh. Đời này vọng tưởng càng ít thì đời sau nhất định sẽ thông minh hơn so với đời này. Nếu đời này vọng tưởng nhiều thì dùng sạch hết trí huệ thông minh đời trước, đời sau càng ngu si hơn, không thể dùng trí huệ của mình thì sinh ra điên đảo vọng tưởng. Nếu hay dùng trí huệ của mình thì càng chẳng có vọng tưởng. Tóm lại, người thông minh tâm vọng tưởng ít một chút, còn người ngu si thì tâm vọng tưởng nhiều một chút. Tại sao? Vì trí lực khác nhau cho nên lối nhìn cũng khác nhau. Vọng tưởng tức là có tâm phân biệt, có tâm chấp trước. Người có trí huệ thì rất ít vọng tưởng. Thế việc tỉnh việc ra khỏi thế gian không cần vọng tưởng thì biết, như thế thì sẽ ra khỏi ba cõi. Người ngu si thì có rất nhiều vọng tưởng, thế việc mê việc đọa trầm luân, thế việc nào thì mê hoặc việc đó chẳng phân biệt được thật giả phải trái, như thế thì sẽ đọa vào ba đường ác. Người có trí huệ thì người hay làm được việc, người chẳng có trí huệ thì việc hay làm được. Người có trí huệ thì chuyển được cảnh giới, người chẳng có trí huệ thì bị cảnh giới chuyển, chỉ khóa là tại chỗ này. Do đó nghe kinh nghe pháp thì không thể đầu lại thêm đầu, bổn lai rất dễ minh bạch, xong cứ chạy sang một bên suy nghĩ, bổn lai phải minh bạch mà cũng chẳng minh bạch, càng tìm càng xa, lìa tự tánh thì xa, đây là đạo lý gì? Vì chẳng có con mắt chọn pháp. Nếu có con mắt chọn pháp thì bất cứ pháp gì đến đều nghênh nhận mà giải, chẳng phí tơ hảo sức lực. Chúng ta nghiên cứu Phật pháp thì chủ yếu là phải vào sâu tạng kinh mới được trí huệ như biển. Đừng dụng công phu ở ngoài da ngoài lông, giống như kiến ăn dưa, cứ ăn ở ngoài vỏ thì lãng phí công phu chẳng có ích gì. Phải nghĩ cách đục vào trong trái dưa thì mới đắc được vị ngọt. Chúng ta nghiên cứu Phật pháp cũng như thế, phải vào sâu kinh điển mới thể hội được diệu vị của Phật pháp. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thủ Sư lại hỏi Bồ Tát Bảo Thủ rằng: Phật tử, tất cả chúng sinh đều có bốn đại, chẳng có cái ta, chẳng có của ta, sao lại có chịu khổ hưởng vui tốt đẹp xấu xí trong tốt ngoài tốt, thọ ít thọ nhiều, hoặc thọ báo đời này hoặc thọ báo đời sau, mà trong pháp giới chẳng có tốt chẳng có xấu. Khi Bồ Tát Tài Thủ nói kệ xong rồi thì lúc đó Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi lại hướng về Bồ Tát Bảo Thủ thỉnh pháp, bèn hỏi: Phật tử, hết thảy thân thể của chúng sinh là bình đẳng, do đất nước gió lửa bốn đại mà thành tựu. Ở trong bốn đại đó chẳng có cái ta, cũng chẳng có cái gì thuộc về của ta. Tất nhiên chẳng có cái ta, chẳng có sở hữu thuộc về ta. Vậy thì ai đang chịu khổ báo và ai đang thọ hưởng sung sướng? Vấn đề này tôi chẳng minh bạch, xin Ngài hãy giải thích cho rõ ràng. Lại hỏi: tất nhiên chẳng có cái ta, chẳng có gì thuộc về ta, chẳng có chịu khổ, chẳng có hưởng vui, thì sao lại có tướng mạo xinh đẹp, có tướng xấu xí, có sự trong tâm tốt, có sự tướng bên ngoài tốt, có thọ ít, có thọ nhiều, hoặc đời này tạo nghiệp, đời này thọ báo, hoặc đời này tạo nghiệp, đời sau chịu báo, tại sao lại có nhiều cảnh giới khác nhau như thế? Tất nhiên như thế, ở trong pháp giới, vốn chẳng có gì tốt, cũng chẳng có gì chẳng tốt. Vậy khổ vui từ đâu sinh ra? Đây thật là vấn đề khó hiểu. Trong phần Quán Nhân Quả Ba Đời, Phật ấn Thiền Sư Tác vào đời thống, có nói: đời này phú quý là nhân gì? Đời trước bỏ tiền làm tượng Phật. Đời này nghèo cùng là nhân gì? Đời trước chẳng cứu giúp kẻ nghèo. Đời này xinh đẹp là nhân gì? Đời trước hương đèn cúng dường Phật. Đời này xấu xí là nhân gì? Đời trước thân ô uế ở trước Phật. Do đó có thể thấy con người tuổi thọ ngắn dài, giàu nghèo sang hèn, tốt xấu thuận nghịch đều là do kiếp trước tạo thành. Do đó có câu: đời trước chẳng tu đời này khổ, đời này chẳng tu đời sau khổ. Tu gì? Tu công đức, tu phước huệ. Công đức tu nhiều rồi thì phước huệ tự nhiên sẽ đầy đủ.
Phật ở trong quá khứ, ba A Tăng Kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt, do có công đức đó nên đời này mới đầy đủ 32 tướng tốt trang nghiêm, có đại trí huệ hơn người, đây đều là tu công đức mà ra. Bấy giờ Bồ Tát Bảo Thủ dùng kệ trả lời rằng, lúc đó Đại Bồ Tát Bảo Thủ nghe Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi hỏi rồi, bèn dùng kệ để trả lời, tại sao chúng sinh chịu khổ, có chúng sinh hưởng vui, có chúng sinh chịu ít, có người chịu nhiều, có người chịu quả báo đời này, có người chịu quả báo đời sau, đủ thứ vấn đề. Tùy theo nghiệp tạo ra, như vậy quả báo sinh, người làm chẳng có ai, đây lời chư Phật nói. Tùy theo nghiệp mà chúng sinh tạo ra thì phải chịu quả báo đó. Lão Tử có nói, họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Nghĩa là, họa phúc không cửa do người chiêu cảm, quả báo thiện ác như bóng với hình. Họa cũng chẳng có cửa, phước cũng chẳng có cửa, tức là hãy xác mình tạo nghiệp gì thì chịu quả báo đó. Làm nghiệp lành thì thọ quả báo lành, làm nghiệp ác thì thọ quả báo ác. Giống như bóng theo thân thể, chẳng tách lìa vậy. Ví như tạo nghiệp giết hại, thì tương lai chịu quả báo bị người giết hại. Tạo nghiệp ăn cắp tà dâm, thì tương lai chịu quả báo bị người ăn cắp, bị người tà dâm. Tạo nghiệp nói dối uống rượu, thì tương lai chịu quả báo bị người nói dối, bị chìm đắm trong sự say sưa. Cho nên nói tạo nghiệp gì thì chịu quả báo đó, tơ hào chẳng sai, nhưng vậy quả báo sẽ sinh ra. Đây chẳng phải có người đến chủ tể bạn đi tạo nghiệp, mà là bạn tự đi tạo, vì khởi hoặc cho nên tạo nghiệp chứng rồi thì phải thọ báo, đây là đạo lý nhất định, tuyệt đối chẳng ngẫu nhiên, mà chẳng chịu quả báo, vì đây là luật tự nhiên, cũng chẳng phải có người đến thẩm phán bạn, đến trợ giúp bạn, mà là hoàn toàn do chính bạn gánh lấy trách nhiệm, nghĩa là mình làm, mình chịu. Trong Cựu Ước Thánh Kinh có nói, Thượng Đế dùng bùn tạo thành Adam, thế Ngài xem giữ tần quả viên, vườn quả tần, về sau cảm thấy Adam quá cô đơn, chẳng có ai làm bạn để tâm tình. Dùng gân cốt của Adam tạo thành một người nữ, tên gọi là Eva, hai người rất thân mật cùng nhau coi giữ vườn quả. Một ngày nọ, có một con rắn đến, bèn nói với bà Eva rằng, quả tần có thể làm đẹp dung nhan, bà Eva háo kỳ bèn ăn quả thiện ác, quả tần. Bổn lai Thiên Chúa ra lệnh cấm họ ăn quả đó, song họ chẳng nghe lời mà ăn. Đây chẳng phải chứng minh là Thiên Chúa vẫn còn chưa làm chủ đặng hay sao? Nếu Thiên Chúa làm chủ được, thì chẳng kêu họ ăn quả, họ không nên ăn quả mới đúng. Song họ đã ăn, đây là lỗi của Thượng Đế. Tại sao Ngài tạo quả thiện ác trên cây? Chẳng phải là dự bị cho người ăn chăng? Đây chẳng hợp với tình lý. Trong các nghiệp, chẳng có người tạo tác, cũng chẳng có người chi phối, chẳng có người nào kêu bạn làm như vậy, cũng chẳng có người nào kêu bạn đừng làm như vậy, mà là chính bạn thuận theo nghiệp đã tạo mà thọ quả báo, đây tức là đạo lý của chư Phật nói. Ví như gương sạch sáng, tùy theo sự đối diện, hiện hình đều khác nhau, tánh nghiệp cũng như vậy. Ví như tấm gương sáng sạch, có ai đến thì hiện ra hình đó, tướng hiện ra đều khác nhau. Do đó có câu, Phật đến hiện Phật, ma đến hiện ma rất rõ ràng, tánh của nghiệp cũng giống như tấm gương sáng, nghĩa là tạo nghiệp gì thì thọ quả báo đó. Mỗi chúng sinh tạo nghiệp, thọ báo cũng chẳng giống nhau. Cũng như ruộng hạt giống, thầy đều chẳng biết nhau, tự nhiên mà sinh ra, tánh nghiệp cũng như vậy. Cũng giống như ruộng giấy có đủ thứ hạt giống khác nhau, nào là lúa mì vân vân, thậm chí mầm sinh ra cũng khác nhau, bất cứ loại ngũ cốc nào cũng đều phân ra rất nhiều loại, gieo những hạt giống đó vào ruộng giấy thì thảy đều chẳng biết nhau. Tuy nhiên chẳng biết nhau nhưng tự nhiên lại sinh ra hạt giống gieo vào trong ruộng giấy thì vì chịu đủ thứ nhân duyên mà lớn lên, tánh nghiệp cũng như thế, nghiệp thiện hoặc nghiệp ác, hoặc nghiệp vô ký đã tạo ra đều hợp với đạo lý ngũ cốc. Do đó có câu, trồng lúa được lúa, trồng mạch được mạch, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Trồng thứ gì thì được thứ đó, tuyệt đối chẳng sai lầm. Lại như nhà huyễn thuật, ở tại ngã tư đường, thể hiện các sắc tướng, tánh nghiệp cũng như vậy. Lại giống như nhà huyễn thuật,
Ông ta có thể biến ra rất nhiều sắc tướng, từ trong có biến không, trong không biến có, biến hóa vô cùng, có không không có không không, không không có, ngàn biến vạn hóa, khiến cho người xem chẳng biết sự việc như thế nào, ví như gà mẹ hay sinh ra trứng, ông ta chẳng cần gà mẹ mà có thể biến hóa ra trứng được. Có trứng mới ấp nở gà con, song ông ta chẳng cần ấp trứng thì nở ra gà con, thật là diệu không thể tả. Nhà huyễn thuật đó ở giữa ngã tư ngã sáu biểu diễn kỹ thuật của y, có thể nuốt đao vào trong bụng, có thể phun lửa lên hư không, vận dụng tự như khiến cho người ngạc nhiên. Ông ta thị hiện đủ thứ sắc tướng, cái nghiệp của chúng ta cũng giống cảnh giới như vậy. Như là người máy gỗ, vang ra các thứ tiếng, nó vô ngã phi ngã, tánh nghiệp cũng như vậy. Giống như dùng gỗ tạo thành người máy, có thể tự động phát ra đủ thứ tiếng nói, lại giống như máy thu thanh và máy truyền hình bây giờ, tuy bên trong chẳng có người thật, mà có người đang nói đang ca. Người máy này chẳng có tư tưởng, chẳng có tâm phân biệt, nó chẳng nghĩ nó là người máy gỗ. Tôi chẳng phải là người máy gỗ, cũng chẳng có cái ta, cũng chẳng có cái không ta. Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp vô ký mà chúng ta tạo ra đều như đạo lý đó. Nếu minh bạch đạo lý đó thì đừng chấp trước vào cái ngã tồn tại. Cũng như các loài chim, từ trứng mà sinh ra, tiếng hót đều khác nhau, tánh nghiệp cũng như vậy. Cũng giống như tất cả loài chim, có hàng ngàn vạn loài, nhưng tiếng hót của mỗi loài chim cũng chẳng giống nhau, hình tướng cũng chẳng giống. Tuy nhiên tất cả loài chim đều từ trong trứng sinh ra, song các tiếng hót đều khác nhau, đều có tiếng riêng của mình. Tánh nghiệp của con người tạo ra cũng như thế, cũng chẳng ai giống ai. Có người nghiệp thiện nhiều một chút, có người nghiệp ác nhiều một chút, có người thiện ác bằng nhau, tương lai thọ báo cũng khác nhau. Ví như trong thai tạng, các căn đều thành tựu, thể tướng chẳng chỗ đến, tánh nghiệp cũng như vậy. Ví như thai nhi ở trong bụng mẹ cứu kính lớn lên như thế nào, làm mẹ cũng chẳng biết. Thai nhi ở trong sự bất trì bất giác lớn lên, muốn minh bạch đạo lý thai tạng thì có thể nghiên cứu pháp môn 12 nhân duyên. 12 nhân duyên là gì? Tức là 1. Vô minh, 2. Hành, 3. Thức, 4. Danh sắc, 5. Lục nhập, 6. Xúc, 7. Thọ, 8. Ái, 9. Thủ, 10. Hữu, 11. Sinh, 12. Giả chết. 12 nhân duyên này, nếu chiếu theo môn lưu truyền mà nói thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên giả chết. Như vậy luân hồi ở trong sinh tử, nếu chiếu theo cửa hoàn diệt mà nói thì vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì lục nhập diệt. Lục nhập diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sinh diệt thì lão tử diệt. Như thế mới thoát khỏi ba cõi, chẳng chịu khổ trong luân hồi mà đắc được sự vui niết bàn. 12 nhân duyên sơ lược như sau. 1. Vô minh, tức là chẳng thấu hiểu, tức cũng là hồ đồ. Vô minh là gốc rễ của ngu si. Tại sao lại ngu si? Vì vô minh nên sinh ra ái, thương yêu, trôi nổi ở trong biển ái dục, thuận theo dòng sinh tử, giống như nam nữ cùng nhau luyến ái. Tại sao lại sinh ra tâm luyến ái như thế? Vì có dục niệm. Sao lại có dục niệm? Vì có vô minh đang tác quái. Vô minh này bị kiến hoặc làm mê mờ, cho nên nam nữ thấy nhau thì bị ái tình mê hoặc. Nam nữ khi thương nhau thì có người hỏi y rằng tại sao anh lại yêu cô ta, hoặc ngược lại thì trả lời là tôi chẳng biết. Chẳng biết tức là vô minh, bất quá đổi tên gọi mà thôi, kỳ thật tức là vô minh. 2. Hành, tức là hành vi. Hành vi gì? Hành vi giữa nam nữ, giao hợp giữa nam nữ, tức là gốc rễ của sự sinh tử. Nếu chẳng có tánh hành vi giao hợp thì biển ái dục sẽ khô cạn, dòng sinh tử cũng dứt. Tất cả chúng sinh cảm thấy tánh hành vi là sự vui khoái lạc nhất của đời người, cho nên nhìn chẳng thấu, buông chẳng đặng. Tất cả chúng sinh có lối nghĩ như thế, thì chẳng thể nào thoát khỏi lục đạo luân hồi mà chuyển đi chuyển lại ở trong luân hồi. 3. Thức,
tức là thân trung ấm, tức cũng là thần thức, khi nam nữ giao hợp thì có luồng ánh sáng rất nhỏ, thân trung ấm dù có cách xa hàng ngàn vạn dặm, nếu có duyên với cha mẹ thì sẽ thấy được luồng ánh sáng bèn đến đầu thai. Thức này tức là hạt giống của sự sinh, là tình trà huyết mẹ hòa hợp mà thành, thành bào thai. Trong 7 ngày đầu tiên tên gọi là ngưng hoạt, tinh huyết hỗn hợp một thể. Tuần lễ thứ 2 biến thành nhuyễn nhục thành bào thai. Giống như trong trứng gà có lòng trắng, đó là bào thai của gà con, có nó mới có thể ấp ra gà con. Tình trà huyết mẹ là diệu hữu, ở trong diệu hữu cũng có chân không tức là thức. Trước khi chưa thành thai là thân trung ấm, thành thai rồi tức là thức. 4. Danh sắc. Tuần lễ thứ 4 từ từ thành cục thịt tròn cứng dày, tên gọi là danh sắc. Tên là thọ tưởng hành thức bốn uẩn ở trong năm uẩn. Sắc là sắc uẩn ở trong năm uẩn, cho nên thần người là do tổ chức của năm uẩn mà thành. Lúc đó thai nhi đã có hệ thống thần kinh, có hệ thống sinh lý nhưng chưa hình thành hình. Tứ chi chưa phân, ngũ quan chưa sinh, chỉ là cục thịt cứng mà thôi. Năm lục nhập, có danh sắc rồi thì có lục nhập, lúc đó thai nhi ở trong bụng mẹ. Bất chỉ bất giác sinh ra mắt tai mũi lưỡi thân và ý 6 căn, nhưng chẳng ai biết ngày nào sinh ra căn nào. Đây là thần bí áo diệu, chẳng cách chi biết được. 6. Xúc, tức là cảm giác. Thai nhì ở trong bụng mẹ 280 ngày thì 6 căn đầy đủ, bắt đầu hoạt động, bèn sinh ra nhân gian. 6 căn và 6 trần tiếp xúc, bèn sinh ra tác dụng của 6 thức, tức là có thấy, nghe, người nếm, giác tri, 6 thứ tánh. Trẻ con tự ra khỏi bào thai đến 3 tuổi thì chỉ có tri giác, chưa phân biệt được khổ vui, chẳng khởi cảm tình thương ghét. 7. Thọ, có xúc giác rồi thì có thọ dụng. Trẻ con từ 4 tuổi về sau, bèn sinh ra thất tình lục dục. Đối với ăn uống và đồ chơi vân vân đều có hy vọng và xí đồ. Gặp cảnh thuận thì cảm thấy sung sướng, gặp cảnh nghịch thì cảm thấy đau khổ, lúc đó có tác dụng cảm tình thương ghét. 8. Ái, có thọ rồi thì sinh ra ái. Thời kỳ này chỉ cho khoảng 16-17 tuổi tham luyến tiền tài vật chất và sắc đẹp, sinh ra đủ thứ dục vọng tham luyến không xả. Giống như nam nữ thương với nhau, cùng nhau dở mó, dùng tay để dở thân thể đối phương thì cảm thấy rất khoái lạc. Đây là vì lúc ở trong bụng mẹ dưỡng thành tập khí này, cho nên sinh ra rồi do nghĩ mà sinh ái. 9. Thủ, có tâm thương rồi thì muốn chiếm giữ làm của riêng mình. Tại sao phải giữ? Vì muốn chiếm có, muốn thuộc về của mình. Như vậy bèn sinh ra tâm ích kỷ. Tại sao con người lại có tâm ích kỷ lại mình? Vì có thủ giữ cho nên tạo ra nghiệp thân miệng ý. Vì muốn đạt được mục đích, bất chấp thủ đoạn, dùng hết mưu kế để tranh giành về mình. Bất quá, ngủ cũng chẳng an tâm. 10. Có tâm thủ rồi thì có hữu, do đó sinh ra tư tưởng, đây là ta, kia là ta, đây là của ta thương mến. Giống như có người thích xe hơi, bèn đi mua một chiếc xe hơi mới. Có người ham nhà tốt, bèn đi mua một căn nhà sang trọng, vì ái mà có thủ thì có tâm ích kỷ. Nói rộng ra thì tiền tài vật chất nam nữ đều do thủ mà có hữu. Có hữu là nhân tạo nghiệp, tương lai nhất định có khổ báo. 11. Sinh, có hạt giống thiện ác rồi, thức thứ 8, thức A lại ra. Khi nhân duyên chín mùi thì đi đầu thai, giống như nam nữ kết hôn rồi, lại sinh con, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, vĩnh viễn chẳng ngừng. Vì có hạt giống sinh, gặp cơ duyên sẽ sinh ra. 12. Lão tử, có sinh rồi thì có già chết. Đây là đạo lý 12 nhân duyên, vì có vô minh mà sinh ra nhân duyên ba đời liên hệ tuần hoàn không dứt. Thai tạng tức là do 12 nhân duyên mà thành, cho nên mắt tai mũi lưỡi thân ý 6 căn hoàn toàn thành tựu. Có tướng mạo xinh đẹp, có tướng mạo xấu xí, đó là do nghiệp lực sở cảm. Thể tướng từ đâu đến? Nếu nói từ tinh tra huyết mẹ mà đến, nhưng tinh tra huyết mẹ chẳng có thể tướng, mà là về sau mới có thể tướng, đến chịu báo khổ hoặc báo vui, hoặc chịu báo hiện đời, hoặc chịu báo đời sau, tánh nghiệp cũng như thế, giống như đạo lý thai nhi.
lại như tại địa ngục, đủ thứ các sự khổ, đó đều chẳng từ đâu, tánh nghiệp cũng như vậy. Lại giống như chúng sinh tạo đủ thứ nghiệp ác, thì phải chịu quả báo ác, mà đọa lạc vào tất cả địa ngục. Địa ngục có đủ thứ địa ngục, vì quan hệ thời gian, chẳng thể giải thoát tỉ mỉ. Bây giờ, nói sơ lược về bốn địa ngục để làm cảnh sách. Một, địa ngục núi đao. Địa ngục này khắp nơi đều là đao nhọn hướng lên trên. Ngục tốt đem tội nhân thảy lên trên ngọn đao, đao nhọn đâm xuyên qua thân thể, kẻ thọ hình chảy máu mà chết, nhưng lại bị gió xào, thổi thì lại sống dậy, rồi lại thọ hình, cứ tiếp tục như thế. Người ở trên thế gian chẳng đi con đường chân chánh, mà đi đường tà, nghiệp ác nhiều, thì khi chết đi sẽ đọa vào địa ngục núi đao thọ khổ, đi trên đao nhọn. Hai, địa ngục dầu sôi. Địa ngục này có chảo dầu sôi lớn, dầu sôi sùng sục, tội nhân rơi vào chảo thì bị nấu chiên. Đây là vì người ở tại thế gian phạm tội giết cha giết mẹ, giết người xuất gia, phá hoại tăng đoàn sinh hoạt, hủy diệt tượng Phật, tội ngũ nghịch vân vân, sau khi chết phải thọ khổ dầu sôi nấu chiên. Ba, địa ngục cắt lưỡi. Kéo lưỡi tội nhân cắt đi để cho biến thành câm. Đây là vì người ở tại thế gian thì chuyên nói chuyện thị phi, phỉ báng kẻ khác, tổn hại danh dự kẻ khác, hoặc là làm ly gián, biện đặt, nói xấu kẻ khác, sau khi chết phải thọ khổ này. 4. Địa ngục ôm cột đồng nóng. Địa ngục này có cột đồng hình tròn, bên trong lửa nung đỏ rực. Người ở thế gian tâm dâm dục quá nặng, làm việc thương phong bại tục. Bất cứ nam nữ sau khi chết đi, phải đến địa ngục này chịu khổ. Vì bị vô minh kiến hoặc làm mê, cho nên lúc ở thế gian thì người nam yêu thích người nữ thích người nam. Sau khi chết rồi đến địa ngục này, thấy cột đồng đỏ tức là thương yêu người nữ hoặc người nam, do đó mà phát cuồng lật đật chạy đến ôm. Kết quả thân bị cháy thành đen, sau đó ngã ra thống khổ mà chết. Chẳng lâu thì bị gió xào thổi sống lại, mở mắt nhìn lại thấy người mà mình yêu thích, bèn chạy đến ôm lại bị đốt cháy. Khi nào nghiệp chướng thiêu sạch thì ngừng, do đó có thể thấy dâm dục thuộc về lửa. Do đó có câu lửa dục đốt thân. Chúng ta tu đạo bước thứ nhất là phải nhìn thấu cửa ải tình dục nam nữ. Tại sao phải chịu cực hình ôm cột đồng? Đây là dạy người sinh tâm giác ngộ. Nguyên lai nam nữ yêu nhau giống như là lửa thiêu, khiến cho chúng sinh nhiều dâm dục sinh tâm khiếp sợ, sau đó chẳng dám sinh tâm dâm dục nữa. Cho nên hết thảy tất cả trên thế gian đều đang nói pháp, minh bạch thì vượt ra ba cõi, chẳng minh bạch thì trầm luân trong sáu nẻo. Phật pháp có thiện pháp độ người, cũng có ác pháp độ người. Hiện tại chúng ta giảng kinh thuyết pháp, tức là thiện độ chúng sinh. Người chẳng đọa địa ngục thì khiến cho họ chẳng đọa địa ngục. Chúng sinh đã đọa địa ngục thì dạy họ ở trong sự rất thống khổ sinh tâm giác ngộ. Đây là ác độ chúng sinh, thiện độ chẳng được thì phải ác độ. Chúng ta tu đạo thì phải sớm tu, đừng đợi đến lúc đọa vào địa ngục thì mới nghĩ tu hành, như thế thì đã muộn màng. Vì lúc đó càng ngu si hơn, càng chẳng dễ gì phát tâm bồ đề. Vì càng thọ khổ thì vô minh càng nặng, tâm sân hận cũng lớn, chẳng dễ gì giác ngộ. Đủ thứ thống khổ trong địa ngục đều chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Vậy từ đâu đến? Vì nghiệp ác đã tạo, từ thuở xưa chưa cảm, cho nên hiện tại phải thọ báo trong địa ngục, là từ nghiệp cảm mà ra. Khi tội nghiệp thọ xong rồi, nếu hồi đầu phát bồ đề tâm, thì chẳng thọ khổ đó nữa. Do đó có câu, biển khổ mênh mông, hồi đầu là bờ. Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp vô ký cũng như vậy. Ví như chuyển luân vương, thành tựu thắng bảy báu, chỗ đến chẳng thể được, cánh nghiệp cũng như vậy. Chuyển luân thánh vương là gì? Vì khi ông ta lên ngôi, thì từ không trung rơi xuống bảy báu, trong đó có luân báu, chuyển luân bánh xe báu, thì hàng phục được bốn phương, cho nên gọi là chuyển luân vương. Tại sao gọi là chuyển luân thánh vương? Vì có thế lực lớn và thần thông lớn, có thể cai quản một tứ thiên hạ, hợp bốn đại châu lại gọi là một tứ thiên hạ.
Bốn đại châu tức là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lư Châu, chuyển luân vương phân ra Kim Luân Vương, Ngân Luân Vương, Đồng Luân Vương và Thiết Luân Vương. Kim Luân Vương quản lý bốn châu, Ngân Luân Vương quản lý ba châu, Đồng Luân Vương quản lý hai châu và Thiết Luân Vương quản lý một châu. Tức là chúng ta đang ở tại Nam Thiệm Bộ Châu, vị Thiết Luân Vương thần thông kém hơn, không thể đến được ba châu kia. Mà ba luân vương kia có thể đến Nam Thiệm Bộ Châu để quan sát. Lại giống như chuyển luân vương, ông ta thành tựu bảy báu thủ thắng. Bảy báu này từ đâu đến? Vì chẳng biết từ đâu đến, cho nên nói chỗ đến chẳng thể được. Tôi biết, vì trong quá khứ thì họ tu đủ thứ căn lành, tạo đủ thứ nghiệp thiện, cho nên mới làm chuyển luân vương, có phước báu như thế. Nghiệp mà chúng ta tạo có nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp vô ký cũng như thế. Quá khứ tạo nghiệp thiện thì thọ báo vui nhiều, tạo nghiệp ác thì thọ báo khổ nhiều. Gì là bảy báu của chuyển luân vương? Tức là 1. Bánh xe báu, 2. Châu báu, 3. Các báu, 4. Ngựa báu, 5. Bình báu, 6. Chủ tạng thần báu, 7. Ngọc nữ báu. Bảy báu này chỉ có chuyển luân vương mới có, vì trong quá khứ họ tu đủ thứ nghiệp thiện sở cảm. Giới thiệu bảy báu như sau. 1. Bánh xe báu. Bánh xe báu gồm có vàng, bạc, đồng, thiết, 4 thứ báu khác nhau. Bánh xe vốn nghĩa là xe lớn, tốc độ còn nhanh hơn bao nhiêu lần so với hỏa tiễn bây giờ. Chuyển luân vương xuất lãnh thần dân ngồi lên xe báu, trong một ngày thì đi tuần khắp hết bốn đại châu. 2. Thần châu báu, tức là châu như ý hình tám cạnh. Ban đêm phóng ra ánh sáng, hạt châu này tọa tâm như ý, tóm lại muốn gì có nấy. Hạt châu này là quả tim của chim đại bàng cánh vàng, kim xí điều. Rồng được châu này là long châu, người được châu này gọi là dạ minh châu. 3. Voi trắng báu, voi trắng lớn này có thần thông, giống như Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng lớn sáu ngà, đại biểu lục độ. Có thần thông rộng lớn vô biên, không thể nghĩ bàn. Voi trắng hiếm có ở nhân gian, cho nên rất quý. Do đó có câu, vật hiếm hoi là quý. 4. Ngựa báu. Ngựa như rồng, nó cũng có thần thông, cũng biến hóa. Nó là ngựa ở trên cung trời đào lợi, cho nên là báu, chứ chẳng phải ngựa thường chẳng có linh tánh.